không lẽ tao đi kể xấu mẹ tao? Mà Như, bà nuôi trai hay sao á mày? Trời à. À. Alo, có chuyện gì không chú? Mẹ con gọi xin tiền không được rồi, giờ tới chú hả? Không 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 không, về liền để kẻo không kịp con ơi. Gặp má con lần cuối nè. Cô ơi cô. Dạ con chào cô. Chuyện gì vậy con? Dạ có người gửi thư cho cô nè cô. Ai gửi vậy con? Dạ hình như thư ở trên Sài Gòn gửi về á. À. Cảm ơn con nha. Dạ cảm ơn cô cùng đi. Công nhận, đi với mày mua đồ từ sáng tới giờ tao mỏi chân muốn chết luôn vậy đó. Mà mắc gì mày mua chi nhiều dữ vậy? Trời mấy bộ luôn á. Trời ơi mày, nguyên cái này là bộ sưu tập tao chờ cả tháng nay rồi đó. Ghê vậy hả? Toàn đồ đẹp không à. Chứ sao. Ủa ai gọi sao mày không nghe máy đi? Mẹ tao. Mẹ mày gọi sao mày không nghe máy? Tao không thích. Tự nhiên sao mày quạo vậy? Mẹ gọi mà làm gì bực mình dữ vậy? Gọi xin tiền. Tháng nào cũng vậy. Không phải tháng nữa, tuần nào cũng vậy. Alo con ơi, đang làm gì vậy? Gửi tiền về cho mẹ chưa? Mẹ mày dưới quê có làm ăn gì không? Hay là nhiều khi mua bán rồi kẹt tiền rồi mới xin mày? Nói không lẽ tao đi kể xấu mẹ tao? Nhưng mà Như, bà nuôi trai hay sao á mày? Trời, mày nói gì ghê vậy Lan? Để tao kể cho mày nghe. Chuyện là như vậy nè. Dạo gần đây á, tự nhiên có cái ông tư nào ông xuất hiện kế bên nhà tao luôn. Suốt ngày qua tò te tú tí với mẹ tao. Thiệt á, tao không tin tao cũng phải tin nữa. Từ cái ngày mà hai người qua lại cái bắt đầu gọi điện tao nhiều hơn, tiền nhiều hơn. Con ơi con à, tiền chưa tiền chưa. Thiệt á, lấy tiền nuôi trai chứ còn cái gì nữa. Mày biết như vậy mà mày để yên cho ổng luôn hả? Sao mày không cấm ổng? Mày biết hả, tao về quê tao làm trời làm đất á. Mà mày biết hả, tao đi lên đây tao làm rồi là hai người cũng vậy à. Đâu cũng vào đó à. Ngày một, ngày hai, ngày nghe không sao cũng vậy thôi à. Thì cứ nói làm gì làm, tao bực dễ sợ, không lẽ giờ tao gọi tao chửi nè. Thì thôi mốt mày đừng có gửi tiền gì cho mẹ mày nữa. Bả là mẹ tao mà mày. Bả còn sống được bao lâu nữa đâu. Phận làm con mà bây giờ không, không gửi tiền thì biết làm cái gì bây giờ. Mệt thiệt chứ. Mệt lắm luôn á. Tâm ơi sao vậy? Ngồi vậy. Trời ơi, sao kỳ vậy? Bà Tâm ơi, bà bị sao vậy? Điện thoại bà đâu rồi?
Ừ. Còn Lan, Lan đây rồi. Alo, alo con ơi, ủa sao con bà nó không bắt máy vậy? Bây giờ sao đây? Mày bà ráng gì mà chờ tôi chút xíu, tôi kêu con Lan liền. Trời ơi trời. Mẹ mày gọi nữa hả? Không, số lạ. Dạ, alo, xin lỗi, ai vậy ạ? Alo, chú Tư nè con ơi. Chú Tư nào ạ? chú Tư hàng xóm kế bên nhà con nè. Hay qua bên nhà má con chơi với má con đó. Tư, mày thấy chưa? Mày thấy mặt dày chưa? Mẹ tao gọi không được là tới ổng gọi liền đấy chứ. Công nhận ổng linh ghê á. Alo. Có chuyện gì không chú? Mẹ con gọi xin tiền không được rồi giờ tới chú hả? Không 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 không, con hiểu lầm rồi, con nghe chú nói nè. Con về liền đi. Về liền đi, kẻo không kịp con ơi. Gặp má con lần cuối nè. Chú nói cái gì con không hiểu gì hết vậy? Không không không, chú không có nhiều thời gian chú giải thích đâu. Thôi con tranh thủ về liền nha con. Nha, nguy cấp lắm rồi. Alo chú. Chú Tư. Alo. Trời ơi con cái khổ quá. Ây da. Ráng nha. Đi đi. Con chừng nha. Điều gì vậy Lan? Tao cũng không biết nữa, tự nhiên cái nói kêu tao về quê gấp đi, mẹ tao có chuyện gì. Mà tao cũng không biết chuyện gì, tao hỏi chuyện gì ông cũng cúp máy luôn rồi. Đâu giờ mày gọi cho mẹ mày thử coi. Được không? Khóa máy luôn hả? Trời ơi, coi chừng nhiều khi mẹ mày có chuyện gì thiệt rồi đó. Chứ không phải nghiêm trọng vậy đâu phải không mày? Nếu không nghiêm trọng thì chắc ông Tư có gọi lên cho mày đâu. Tao nghĩ là chắc phải có cái gì nghiêm trọng lắm. Thôi mày về đi. Thôi chắc tao phải về quê một chuyến quá. Tự nhiên tao có linh tính gì đó không có ổn mày ơi. Về rồi mày ra mày đón xe đi về quê liền đi. Đi để tao xách cho. Đi. Mẹ, sao mẹ có bệnh mà mẹ không nói con vậy mẹ? Lan, mẹ không sao. Thôi mẹ đừng nói gì nữa hết trơn á. Mẹ nằm xuống mày nghỉ ngơi giùm con đi mẹ. Nằm xuống đi. Mẹ phải nói. Mẹ sợ mẹ không qua khỏi. Mẹ đừng có nói bậy bạ như vậy. Con đã mồ côi cha từ nhỏ đến lớn rồi. Con chỉ còn có một mình mẹ. Mẹ đừng có bỏ con mà đi như vậy nha mẹ. Mẹ nằm xuống nghỉ đi mà mẹ. Sức khỏe bà nó không có làm sao hết trơn á. Đừng có nghĩ quẩn, phải sống lạc quan lên. Bây giờ con cái nó về rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ông thôi đi, ông đừng có nói gì nữa hết trơn á. Tất cả là tại ông thôi à. Tôi đã nói ông đừng có làm phiền mẹ tôi. Để tôi đi dẫn mẹ tôi lên Sài Gòn, tôi chăm lo cho mẹ tôi. Tại vì ông quá đó, tất cả là tại vì ông nên mẹ tôi mới ở lại đây. Rồi bây giờ mẹ tôi ôm bà như vậy, không vừa lòng ông chưa? Hả? Lan ơi. Chú, tại chú hết rồi con ơi. Lan ơi, con đừng có hổn với chú Tư. Từ ngày con đi lên thành phố lập nghiệp, mẹ ở nhà có một mình. Chú Tư thấy mẹ đơn kiết, chú Tư qua giúp đỡ mẹ. Con ơi, mẹ con mình mới là người mang ơn chú Tư. Mỗi lần mẹ bệnh, mẹ liên lạc với con không được. Chính chú Tư là người
chăm sóc mẹ. Con đừng có trách chú Tư. Thôi, bà nghỉ ngơi đi. Tôi với bà biết được đâu. Anh Tư, anh Tư lấy giùm tôi cái hộp. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ đừng có nói nhiều nữa mệt. Mẹ ai cái hộp này không? Nè Lan, cái này là của con. Con mở ra coi đi con. Mẹ, cái này là sao hả mẹ? Con á, từ nhỏ đã bị thiếu thốn, không có đầy đủ như bạn bè. Gia đình mình thì nghèo, cha con thì mất sớm, mẹ thì đau bệnh liên miên, nên mẹ phải làm phiền con hàng tháng gửi cái số tiền này về để mẹ ki cướp. Sau này con có cần thì con có để mà dùng. Mẹ biết, vì mẹ biết cái tánh của con. Con hay đua đòi. Khi con kiếm được đồng tiền, con muốn bằng bạn, bằng mẹ. Con sẽ xài hoang phí, không kiểm soát được. Mẹ, mẹ đừng, con xin mẹ, mẹ nằm xuống nghỉ đi mẹ ơi. Anh Thư ơi. Có, tôi nghe đây. Con làng nó nhỏ dài, nó không biết. Anh cho tôi xin lỗi. Thôi, lỗi phải gì. Trong lòng tôi không có bậy bạ là được rồi. Tôi hiểu mà. Bây giờ chuyện đó bỏ qua một bên đi. Bà lo và nghỉ ngơi, rồi bà trị cái bệnh của bà, sống mấy cái ngày còn lại thì cho nó thanh thản là được rồi. Xích lên chút nữa. Mẹ chạy.